Đây là cái nương tại đồi Trái Tim, mà là cơ sở thứ hai của Chimmy tại Mộc Châu. Thì hôm qua thôi, Chimmy vừa mới xuống giống 1 vạn xuống, 1 vạn cây các bạn nhé. Hiện tại thì mình đang tưới nước buổi sáng cho cây. Bên kia thì mọi người vẫn đang tiến hành trồng cây. Dự kiến là trong cả buổi chiều nay thì sẽ xong được. Đây, vườn này, cuối vườn kia. Hôm nay sẽ mục tiêu đến hết cái nhà tôn màu xanh kia. Đây, ok. Và thăm cái khu dâu tây, cây dâu tây mà mình vừa mới xuất từ bên vườn ươm ở tại rừng thông bản Áng. Đi sang bên này nhé. Hôm nay là ngày thứ hai rồi. Đây, chừng này còn khoảng độ 5.000 cây nữa. Mình đang xếp trong nhà có mái che để giữ cho cây râm mát. Toàn bộ số cây này thì được xuất từ bên Chimmy tại rừng thông bản Háng, trong cái trại rồng của mình. Giống những cây giống này rất là cứng rồi, đủ ngày tuổi để có thể xuất ra vườn để trồng cây thương phẩm. 5.000 cây chừng như vậy, nhìn nhiều không? Vậy mà 1 vạn thì sao? Hôm qua kín cả cái nhà này luôn.